Thưa quý vị, để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thời gian gần đây, Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên thực tế, cho đến nay, nhiều dự án giao thông vẫn đang chậm tiến độ, mà nguyên nhân có cả việc vướng giải tỏa lẫn năng lực của đơn vị thi công hạn chế. Đây là dự án tuyến đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn. Khởi công từ năm 2018, sau nhiều lần gia hạn tiến độ, thì đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang như thế này. Dù đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ hơn 1.100 hồ sơ tuyến chính, tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ đạt 81% tiến độ, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân dọc hai bên tuyến đường thời gian dài. Tới 2018 mà tới bây giờ là chưa xong, người dân cũng cực lắm. Đường đây là bự bạn, chưa nhỏ cửa đặt tè la đó mà chưa làm được. Mong muốn là làm cho nhanh để dân là có ổn định cho ở. Ao làm nhỏ làm cửa, chợ đường khó chưa xong mà chưa làm nhỏ. Ngoài dự án trên, hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm khác như đường vành đai phía Tây, đường DT601 hay tuyến đường trục 1 Tây Bắc, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A. Điểm chung ở các dự án này là chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Với quyết tâm sớm gỡ điểm nghẽn này, các địa phương đang vào cuộc quyết liệt. Nhìn chung thì những cái công trình trọng điểm, đặc biệt về giao thông, thì hiện nay là về mặt bằng thì cơ bản là không vướng gì, Việc phối hợp giữa đơn vị thi công với huyện, với xã để tổ chức thi công thì vướng chỗ mặt bằng nào mà các hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng chưa bàn giao mặt bằng trên thực tế thì sẽ làm tổ hỗ trợ thi công. Vướng là vướng chỗ này do cái sự phối hợp chưa đồng bộ, cho nên khi đi ra thi công thì đơn vị thi công vướng thì báo là bước mặt bằng thi công, nhưng thực tế là nhiều tuyến đường là đã có mặt bằng sạch từ 31 tháng 12 năm 2021, thì tuy nhiên là cái việc thi công rất là chậm, cũng ứng đến tiến độ mặt bằng thì nhân dân cứ chờ là có mặt bằng đơn vị thi công đến thì mới tháo dỡ những vướng liên quan đến tường rào cổng ngõ là chính. Theo các địa phương cho biết, người dân tại các dự án đã đồng ý bàn giao mặt bằng để làm đường, tuy nhiên đơn vị thi công thì cho rằng chỉ bàn giao trên giấy, còn thực tế thì khác. Trong buổi kiểm tra thực tế tại dự án tuyến đường vành đai phía Tây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chỉ rõ trách nhiệm và yêu cầu phải khắc phục ngay để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đi kiểm tra như này thì các anh điều mấy máy chạy lè vè vài hôm mới có ai đâu. Nhà thầu với ban quản lý chịu trách nhiệm theo cái kế hoạch mà huyện cam kết về việc là bàn giao ở các điểm này, các anh có trách nhiệm phải đốc thúc và đẩy nhanh cái tiến độ thi công áp sát vào các cái khu vực đấy. Các anh phải chịu trách nhiệm, còn nếu các anh không làm được nhá là phải có biện pháp để xử lý các anh, chứ không phải có cái chuyện là cứ để như này. Năm 2022, Đà Nẵng phân bổ tổng vốn đầu tư phát triển hơn 7.880 tỷ đồng, trong đó nguồn lực vốn đầu tư các dự án giao thông gần 1.530 tỷ đồng. Với 66 công trình, các vướng mắc tại các dự án cần sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng COVID-19.